The Heavenly Body chính là cái tựa game của ngày hôm nay. Bức thư gẹo mình này, xin chào các bạn. Thì đây là cái màn hình của cái game mà lúc mình chưa chỉnh sửa. Và bây giờ là mình sẽ chỉnh sửa lại chứ. Game này là mình có cảm giác như đây chính là một cái game mà nó có cái đồ họa xấu nhất mà từ trước đến giờ mình từng tìm thấy các bạn. Và thậm chí là nó còn có thể chơi trên web nữa. Rất là nhẹ các bạn ơi. Game này thì cái tựa của nó, nếu mà dịch ra nó có nghĩa là những thiên thể này thì phải. Nên cũng không rõ là cái ý nghĩa của nó là gì. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào game nhé. Đây là lần đầu tiên mình chơi một cái game mà mình phải lé mắt nhìn qua xem một cái góc ở màn hình, chứ không phải là nhìn ngay chính giữa. Rồi đây là một cái liên lạc với cái nhà thờ ở gần đó. Có ba bức tượng thiên thần được tìm thấy ở đấy. Chữ nhanh á. Rồi cả thi thể của con người cũng được tìm thấy ở đó. Đại khái là vậy. Rồi và nhà thờ đã gửi bạn là cha xứ đến. Ôi, game này nó kinh dị theo một ý nghĩa khác rồi các bạn ơi. Ơ, game này là kiểu như là lít vào à. Game này kiểu lít vào các bạn ơi. Mình không có làm được cái gì khác cả ngoài việc là cầm cái con chuột lít vào thôi. Ở giữa màn hình thì chúng ta chỉ nó chỉ hiện lên cái chữ nói chuyện thôi. Mình đã cho ẩn cái con chuột rồi, bởi màn hình này rất là bé mà mình còn để con chuột nữa thì nó sẽ rất là to. Thế là mình đã ẩn đi luôn. Như mọi thường. Rồi, bấm vào nói chuyện xem. Ông này anh kêu là cần bắt đầu ngay bởi vì không có thời gian nhiều. À, những cái bức tượng à. Cái giọng nói nghe rất là đáng sợ. Chả biết nói gì luôn. Đang là cái gì đây? Mình không nhìn thấy gì cả luôn. Những cái gì nó đang hiện lên trên màn hình các bạn. Đây là những dòng chữ. Bắt đầu ken. Mình cần phải ken những cái mà bức tượng mà kỳ lạ xuất hiện ở đây à. Cái chữ ken ở chính giữa mình vẫn còn đọc được các bạn. Chứng tỏ là những cái dòng chữ mà hồi nãy giờ chúng ta thấy nó trong không có ra hồn ra dạng gì hết á, là mình nghĩ là chắc là do cái game này thôi, chứ không phải là do máy mình bị lỗi. Quay. Uầy, cái này có vẻ đáng sợ các bạn. Rõ ràng là mình quét cái bức tượng đúng không? Và đây là cái những gì mà nó phân tích được ở bên trong bức tượng các bạn ơi. Ôi, các bạn nhìn này, ở trong nó có xương người. Ê, và bên trong nữa nó có một cái nguồn năng lượng gì đó rất kỳ lạ. Mình cần phải thu thập cái nguồn năng lượng đó à. Ấy, mình đã thu thập những cái mà nãy giờ nó cứ biến đổi liên tục ấy. Rồi, lại có một cái đốm gì đó. Cái này là vừa màu xanh, vừa màu cam. Đã thu thập hết rồi. Thu thập mẫu vật à. Không biết đây nói gì luôn, cần phải phân tích à.
Mình còn phải đi về để phân tích rồi. À, hôm nay lại đến tiếp. Chúng ta vẫn phải làm đúng theo cái trình tự này, không thể làm nhanh hơn được. Ơi khoan khoan khoan, nãy mình mới thấy một cái cửa đã mở ra. Chào mừng quay trở lại. Cái chữ này không đọc được, nhìn nó xấu quá, giống như một loại virus rồi. Có một cái loại virus mà nó ở bên trong những cái bức tượng. Chắc thế. Rồi lại khởi động hệ thống nữa. Cái khởi động này thì nó rất là lâu các bạn. Có thể nhanh hơn được không? Lại tiếp tục scan nào. Rất là giống lần trước luôn. Bức tượng lại có khi cũng thế. Ngoài sao lại nằm một cái chỗ mà kỳ lạ đó. Nên cố tình à. Thôi, đã thu thập được hết rồi. Như tôi nghĩ, chúng thật hoàn hảo. Kiểu như là bị virus, nhưng mà nó lại được bảo quản hoàn hảo bên trong à. Rồi, lại một cái ngày tiếp theo nữa. Ở ngoài đây giờ có gì không? Vẫn không có gì cả. Chúng ta chỉ hay vào được bên trong thôi. Đây. Cái cửa này là nó mở ra và bên trong đây bây giờ có rất là nhiều rùi. Cái cửa thì mình không làm gì được cả. Chúng ta cũng chỉ lại đúng có thể nói chuyện với ông này thôi. Tôi có một giấc mơ. Thiên sứ đã đến. Nó chả hiểu đây nói gì luôn. Rất là nhanh các bạn. Đó không phải là virus mà đó là linh hồn của thánh. Và đây kiểu như đang giúp cái người mà ở bên trong bức tượng lên thiên đường hay gì đó. Chắc thế. Mình nghi ngờ là cái loại virus này không ổn rồi. Kiểu nó khống chế cả tinh thần luôn. Ông này chắc là ông đem cái mẫu thử về, ông thử nghiệm và ông ở đâu có vấn đề. Có thể là đã bị lây virus rồi nhưng mà mình là cái người đến đây để ken đúng không? Xong rồi lấy cái mẫu luôn mà không biết là có bị gì không. Sao lại chậm thế? Ê, có cảm giác như loại virus đã lan lên não rồi đúng không? Ở dưới chân. Ở trên đầu và ở dưới chân. Ôi, công việc đã hoàn thành rồi. Tôi phải quyết định. Làm thế nào để gửi anh ấy đến nơi anh nghỉ. Chúc ngủ ngon.
Cái gì đó à? Nó lại đến nữa à? Chả muốn đến cái nơi u ám này tí nào cả. Bên trong mình thấy tắt đèn rồi. Tắt đèn rồi các bạn ơi. Sao lại chậm thế? Ôi, xong rồi. Không ổn rồi. Rồi, zombie rồi. Đến ăn rồi. À đúng rồi, lúc đầu là có chắc đến là có một cái thi thể ở cạnh mấy bức tường. Ở đây có ghi chữ F này. Chữ F này ở trên cái bức tường các bạn. Đừng nói chữ F này là bấm vào để cho yên nghỉ. Tôi xin lỗi cho tội lỗi của bạn Tân. Trở thành thiên thần gì đấy. Ăn thịt sống để trở thành thiên thần à. Rồi xong rồi, zombie rồi. Ê, tự cắt cái tay rồi. Ê, rồi công việc của bản thân đã hoàn thành rồi. Bây giờ được tự do. Ê, ê, quả nhiên là, vâng, quả nhiên là cái thanh niên mà đến đây để quét thì cũng bị virus các bạn. Và như là cái ông ấy luôn, là ăn thi thể luôn. Rồi xong. Ờ game này hết rồi các bạn ơi. Game này hết rồi. Mặc dù là nó hơi khó hiểu một tí, nhưng mà kiểu như chúng ta thể hiểu đơn giản là có một cái loại virus nào đó đã xuất hiện ở trong cái nhà thờ này. Và khi bị lây cái loại virus đó thì người ta sẽ trở thành zombie hay là cái gì đó tương tự, não bộ bị điều khiển và sẽ ăn thịt sống, xong rồi tự hủy bản thân để cho cái kẻ khác ăn để được lên thiên đường. Đại loại như vậy, nghe vậy khá là ghê. Rồi video này đến đây là kết thúc nha các bạn. Game này thì mình thấy là đúng thật là đồ họa làm rất là tối giản luôn. Mình có cảm giác như là những cái tác giả làm game gần đây đang cố thi xem là ai là cái người sẽ làm ra game có đồ họa thấp nhất và xấu nhất vậy. Rồi. Nếu các bạn thấy thích video này thì bấm một like đăng ký để cả người mới, đừng quên lấy cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến mình. Nếu các bạn không biết bình luận cho gì bên dưới thì bấm dấu chấm như vậy chúng ta xem giờ coi đi, mình xuống tim cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.